Thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về hỗ trợ nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất, ngập lụt tại các địa phương. Từ cuối tháng 9 năm 2024, trên diện tích đất có sẵn của các gia đình, Công an tỉnh đã huy động lực lượng tập trung xây dựng nhà mới cho người dân bị thiệt hại do thiên tai tại bản lĩnh xã Mừng Pồn. Trong đó, Bộ Công an trợ 50 triệu đồng trên nhà, huyện Điện Biên hỗ trợ 20 triệu đồng trên nhà các đơn vị thuộc công an tỉnh đóng góp ngày công để xây dựng nhà. Đến nay sau hơn một tháng khẩn trương thi công, 10 ngôi nhà mới được hỗ trợ đã hoàn thành trong niềm vui phấn khởi của cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn. Mỗi ngôi nhà được xây dựng với kết cấu móng bê tông cốt thép, dầm chịu lực, cột sắt mái tôn chống nóng, hệ thống điện và một số hạng mục sân bếp kèm theo. Tổng trị giá 10 ngôi nhà là 990 triệu đồng, trong đó 290 triệu đồng vốn đối ứng của các hộ dân được hỗ trợ. Tại buổi lễ, Bộ Công an tặng 10 xuất quà, huyện Điện Biên tặng 10 xuất quà, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tặng 10 máy thái nông nghiệp đa năng, Ban Thanh niên Công an tỉnh, các mạnh thường quân và đoàn thanh niên trường đại học Fenica tặng 1.000 con gà giống và thức ăn chăn nuôi hỗ trợ sinh kế cho 10 gia đình bị thiệt hại do thiên tai tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên. Cũng nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên tặng giấy khen cho một tập thể và 4 cá nhân có thành tích trong công tác hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ dân của xã Mường Pồn.